Ba mẹ và các bạn, chào mừng ba mẹ và các bạn đã quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn bài tập về nhà cùng với Amana English. Chúng ta đã đi đến lesson 7, Long Legs và Short Legs. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua lesson 4, Reading, một bài đọc cực kỳ hay và vui, đó là một bài thơ It's a poem. Okay, let's go. Before we start, we have some new words. The first one is head. H-E-A-D, head. Good. Next. This one is nose. N-O-S-E. Nose. Great. What's next? Look at the photo. Is Bush baby sat? Bush baby sat? I don't think so. I think the Bush baby is happy. Good. What's next? Is it Bush baby's mom? Is it Bush baby mom? I'm sorry. Is it Bush baby's mom? No, it isn't. Is it Bush baby's dad? No, it isn't. Good. Chúng ta cùng vào bài đọc nhá. Okay, ở trong khổ đầu tiên có những thứ mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho cô này. The first one. Bum. Ouch. Bum. Ouch. Chú ý CH này. Học chưa các bạn? Chưa học. Bài sau mình sẽ học nhá. Nhưng mà chú ý ở đây mình sẽ bật ra cho cô này. Ouch. Bush. Baby child. Rồi, SH thì mình học chưa nhở? SH thì mình học rồi. Cứ thấy SH là chúng mình cần phải chu môi lên và nó là âm S dài đúng không? Bush baby child is on its head and its big, big eyes are very red. Đó, các bạn chú ý vào các cái âm cuối này giúp cho cô nhé. Ở đây thì như cô đã phân tích ngữ pháp cho các bạn ở trong bài học rồi. Đó là từ its. Ở đây nó mang nghĩa là phân biệt cho cô hai từ này nhé. Đây, cô viết ra đây này. Chúng mình sẽ phân biệt hai từ it is. Khi viết tắt thì nó sẽ là its, có dấu sắc ở trên. Tuy nhiên, từ its này thì nó lại không phải là viết tắt của bất kỳ từ nào, mà từ này có nghĩa là của nó. Đó, giống như thế này, các bạn quan sát nhé. I là tôi, my là của tôi, you là bạn, your là của bạn, we là chúng tôi, của chúng tôi là our, they là họ, của họ là their, she là cô ấy, của cô ấy là her, ví dụ her name, đúng không? Tên của anh ấy là his, his name, rồi, và của nó sẽ là its. Vậy thì ở đây its chúng ta phải dịch là của nó các bạn nhé. It's của nó, ví dụ như là cái đầu của nó này, đôi mắt của nó này. Ok, good, next. Sang khổ số 2 giúp cô nhé. Rồi, where am I? Một câu hỏi đúng không? Where am I? Oh, where? Từ để hỏi nào, uốn lưỡi ở cuối câu. Where? Ở đâu? Tôi ở đâu đấy? Where am I? Now I can see. Is my mom up in the tree? Up in the tree. Up the tree, not down the tree. Up, up, up the tree. Ở trên cây này này, trên cao ấy. Ok, trong phần này thì không có nhiều từ cần phải chú ý đâu. Các bạn chỉ cần chú ý từ where, where, now, now, see, see, it's, up, up. Đó là những cái từ cần chú ý thôi. Rồi sang khổ tiếp theo. You're so funny. With my long arms and legs, I'm not your mom. Sorry. Rồi, trong phần này thì chú ý cái từ nào đây? Thì chú ý cho cô từ đầu tiên này. Từ này đọc là gì nhỉ? You know, đọc là your cho cô nhá. Bởi vì các con đã được học ở bài 2 rồi, rất là kỹ rồi đúng không? You đi với động từ to be là are, you are. Và khi viết tắt này, dấu sắc và chữ re thì mình không đọc là you are nữa vì nó đã được viết tắt rồi. Thế chúng ta sẽ đọc là your, your, your. Good. You're so funny. Rồi, từ tiếp theo cần chú ý đó là with, with, âm th đưa lưỡi ra ngoài, with my long arms and legs, đó hai chữ s này, I'm not, not your mom, sorry, sorry, đọc cao âm đầu nhá, sorry, sorry, ok rồi, đó là toàn bộ. Bây giờ chúng ta nghe lại file nghe này. Bush baby. Bump. Ouch! Bush baby child is on its head, and its big, big eyes are very red.
Oh, where am I? Now I can see. It's my mum up in a tree. You're so funny with my long arms and legs. I'm not your mum. Sorry. Okay, good. Chúng ta chuyển sang đoạn 2 nhé. I can't fight my mom, but here's my dad. Now I'm happy. I'm not sad. Bây giờ cùng xem này. Từ can't, chúng mình bật cái âm cuối này. Find, từ mới đúng không? Find, tìm kiếm. Find, find, find. Đọc theo câu nhé. I can't fight my mom, but here's my dad. Dad, chú ý này. Now I'm happy. I'm not sad. Đó, cùng lặp lại với cô những từ cần chú ý nhé. Can't, find, find, but, here's, dad. Bật nhẹ này. Dad, d. Good. Not, sad. Rồi, chính xác. Khi mà chúng ta đọc từ đơn tốt rồi thì đọc vào câu và đọc vào đoạn thơ nó mới thay được đúng không? Tiếp tục dòng số 2. I've got a long nose and big, big ears. I'm not your dad, but can you hear? Rồi, từ đầu tiên. I've got. Tránh trường hợp như bài trước cô nghe thấy các chúng mình đọc là I have got hay là I've got. No nhá. Đọc liền giúp cô nào. I've got a long nose and big ears. Đó, cuối này, chú ý này. I'm not your dad, but can you hear? Câu này đọc cao lên giúp cô ở cuối nào. But can you hear? Bạn có nghe thấy không? Rồi, mình dịch qua một xíu nhá. Tôi không tìm thấy mẹ của mình. I can't find my mom. But here's my dad. Đây là bố của tớ này. Now I'm happy. I'm not sad. I've got a long nose and big, big ears. I'm not your dad. But can you hear? Rồi, chúng ta sẽ lồng tiếng cho cô nhé. Những nhân vật ví dụ như là khỉ hoặc là voi này, các bạn sẽ lồng tiếng vào giúp cô. Khỉ thì giọng hơi tinh nghịch, láo cá một xíu. You're so funny. Còn con voi thì chúng ta sẽ trầm giọng hơn, nó to mà. Rồi. I've got a long nose. Ok, bây giờ chúng mình cùng nghe nhé. I can't find my mum, but here's my dad. Now I'm happy. I'm not sad. I've got a long nose and big, big ears. I'm not your dad. But can you hear? But can you hear? Okay. What's next? Rồi tiếp tục mình xem nhé. There's a bush baby family. They're very small too. They've got big, big ears, and they're just like you. Wow, đoạn này là một đoạn thực sự mang đến thử thách cho các bạn đấy. Đó là chúng mình phải phân biệt ra các từ này giúp cô nhé. Cô cũng đã hướng dẫn chi tiết trong bài ngày hôm qua rồi. Và bây giờ sẽ là phần để cho chúng mình thể hiện tài năng đây này. Thứ nhất, từ này có âm TH đưa lưỡi ra bên ngoài các bạn ơi. There's a bush. Bush, baby family. Rồi tiếp tục. They are thì viết tắt là there. Cũng đọc là there giống hệt từ trên đúng không? They're very small too. Ở đây có từ small. Chúng ta sẽ phải ghép nhanh giữa hai phụ âm này nhé. Small. Phải đọc nhanh như vậy nha. They're very small too. They've, ở đây thì lại không đọc là they được nữa mà phải là they've got big, big eyes. Dưới này lại là they're just like you, just like you. Okay, rồi. Các bạn nhìn nhá.
Từ này mới đúng không? Mới thì mình phải đọc lại nhiều lần. Nào đọc cùng cô nào. Just. Good. They're just like you. Ở đây thì các bạn chú ý cho cô từ like trong tình huống này nó có nghĩa là như thế nào các bạn nhé. Như thế nào? Là giống các bạn nhé. They're just like you là chúng thì giống như bạn vậy đó, giống như bạn. Ok, đó, các bạn thử phân biệt cho cô bốn cái cách đọc của bốn cái chủ ngữ ở đây nhé. À, bốn cái từ ở đây nhé. Next, sang từ tiếp theo nào. Bush baby is now in the tree. TH đưa lưỡi ra bên ngoài này. Tree âm chua, 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 chu môi lên. I can see my family. They, TH đưa lưỡi ra ngoài này. They look just like me. Rồi, cái từ look like giống như thế nào? Giống tôi đúng không? Look like, chú ý cho cô nhé. Like ở đây không có nghĩa là thích nữa, mà nó là giống như cái gì đó. Ok, rồi. Trong ở đây thì đó, những cái từ mà cô chú ý thì cô cũng đã đánh dấu hết rồi. Bây giờ chúng ta vào nghe, chúng ta nghe lại nhé. There's a bush baby family. They're very small too. They've got big, big eyes. They're just like you. Up, up, bush baby is now in the tree. I can see my family. They look just like me. Ok, rồi các bạn ơi. Cô xin lỗi nha, có tạp âm một xíu. Vâng, đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay rồi đấy. Cuối cùng là happy ending đúng không? Một cái kết có hậu là bạn ấy đã tìm ra được. Bạn ấy đã tìm ra được gia đình của mình rồi. Ok, chú voi cũng rất là tốt bụng đúng không ạ? It's so kind. Rồi, và đó là toàn bộ nội dung nhá. Các con cần phải nghe thật là kỹ, luyện đọc, đặc biệt là những cái từ này này. Bạn nào mà đọc tốt bài này, cô không tiếc để thưởng điểm cho chúng mình luôn. Bởi vì là các con đã rất nỗ lực để hoàn thành. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo. Goodbye and see you next time.